Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Thì ở đây bức ảnh này có nhiệt độ K từ 5-6 ngàn. Thì ở đây Thanh Lan sẽ giảm cái màu 6 ngàn này về. Thì thường thường các bạn đã biết là khi mà nhiệt độ K nó lên cao thì màu sẽ ấm, nhưng mà về cái tông màu nhật á, thì nó hơi lạnh một chút ha, nó như màu xanh lạnh, cho nên mình hạ nhiệt độ K về. Ở đây Thanh Lan sẽ đưa về khoảng tầm 5 ngàn. Ok, khi mà đưa về 5 ngàn như vậy, các bạn coi bức ảnh này nó hơi bị lạnh đúng không, và đặc biệt là màu môi nó đã tím rồi. Nhưng mà thực chất á, thì như các bạn thường nói là bức ảnh nó đẹp thì blend đẹp, đúng rồi, bức ảnh đẹp thì bức ảnh này mà đưa vào đây là tôi thấy cũng đẹp rồi này. Đó. Nhưng mà các bạn mà đưa đưa nhiệt độ cao về thấy cũng đẹp là đừng nói để mà làm nữa. Nhưng mà đôi khi các bạn muốn đưa về đúng cái gu mà mình thích, nó cảm giác một chút nhẹ nhàng, nó liên kết tất cả các màu lại để cho nó gọi là blend màu, thì nó phải có những cái cảm xúc gì trong bức ảnh đó, cái màu đó thì mình mới kéo thôi, chứ không còn không á, thì bức ảnh này rõ ràng thì ở đây thì các bạn nhìn thấy rõ ràng đẹp rồi đúng không? Cái tôi cũng không thể nào mà tôi phủ phàng được, đẹp quá rồi. Rồi, nhưng mà ở đây các bạn coi thì tôi kéo được cái màu này ra có đẹp hơn không? Nếu như mà các bạn cảm thấy kéo là xấu thì các bạn đừng đừng học nữa, vậy thôi. Còn ở đây tôi chia sẻ là tôi thích những cái tông màu này, tôi thích những tông màu, tôi chia sẻ lại cho các bạn để các bạn muốn áp dụng cái tông màu này cho bức ảnh khác. Thì ở đây Thái Lai đã đưa đầu video nó những cái hình demo mà các bạn đã coi đầu video, các bạn thấy chạy rồi, thì các bạn thì Thái Lai đã dùng những cái bức ảnh này, cái tông màu này áp dụng cho những bức ảnh khác. Rồi chúng ta tiếp tục thôi nhé. Thì các bạn cũng sợ là nói là đôi khi Thái Lai nói phân tích nhiều thì nó sẽ dài, đâm ra những số anh em không thích nghe dài dòng, nhưng mà đôi khi những em mới tập tành thì muốn nghe cho nó đã thông kinh mạch. Rồi tiếp tục đi ha. Ở đây chúng ta sẽ kéo cái phần này lên tầm 17. Ok, nó rất là tím và nó ám rất là nhiều. Và để các bạn coi cái bước tiếp theo để làm cái gì nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy chỉnh về cover, lệnh aperture. Thì ở đây ta lại cái một tí hình nó đủ sáng rồi. Rồi cho 15 cũng được. Ở contrast cộng lên tầm 30 đi. Rồi sau đó ở vùng highlight chúng ta giảm về để giữ chi tiết những cái bức màn này, bức màn áo này. Kéo về ok, coi ok tới bệt quá. Ok, đây cho 75 đi. Đó ta lại kéo cái vùng highlight, vùng highlight này về, để ta lại nói là cái vùng highlight này kéo ở bức màn đó. Còn vùng shadow này ở đây khi mà kéo cái này về vùng shadow nó khi mà contrast lên nó gắt quá này, thấy không? Contrast lên nó rất là gắt thì cái vùng tóc nó bị bệt. Đặc biệt á, ở đây bà xem ảnh gốc, đặc biệt là tóc cô này hơi màu hơi được đen, có nhuộm nhưng mà nó nhả rồi, nó hơi bị rối nữa. Ok, giờ chúng ta phải làm tiếp ở cái phần shadow cho nó sáng lên. Thì giống như cái video trước, các bạn đã xem cái video mà ta lại hướng dẫn gì đó chỉnh màu ảnh Tết á, mình kéo tối xuống hết rồi, giờ mình đẩy vùng tối lên thôi. Thì ở đây ta lại đẩy vùng tối lên cho nó bù lại ha. Đây ở đây ta kéo lên tầm 53 đi, ok 52 cũng được, chơi luôn. Tiếp tục ở vùng white thì bức ảnh hiện tại ở đây là mình kéo vùng highlight về cho vùng sáng ở cái này về rồi, thì nó còn một chút sáng nữa mà mình muốn nhẹ nhàng thì mình cũng đẩy là cái white này về tí. Ok rồi, vùng lắc thì mục đích đó, vùng lắc có đẩy về hay đẩy lên đó, thì ở đây này nếu mà các bạn muốn trong thì các bạn đẩy về bên này, các bạn muốn nhẹ nhàng đẩy lên ha, thì ở đây Thái Lai sẽ đẩy lên. Thì nói chung hướng dẫn thì Thái Lai phải đẩy lên để mà cái gu màu nó nhẹ nhàng, mà tại vì bây giờ một xu hướng anh em, một người thì theo một gu màu, một cái tu màu, một cái tông màu, một cái sở thích thì cũng khó nói lắm. Nhưng mà Thái Lai hướng dẫn các bạn là cần thì các bạn thấy học để các bạn biết áp dụng cho bức ảnh sau này mà mình làm. Rồi tiếp theo ta lại ở đây tặng tăng cái này lên đi, tăng lên xíu đi, tăng cái độ rực mượt mà lên. Tại vì trong cái bài này nó quan trọng cái bước này các bạn mới khó này, để nó Thái Lai chỉnh cho các bạn coi cái bước cover mới là khó nhất ấy, nhưng mà Thái Lai sẽ quay kỹ phần này cho các bạn thấy. Rồi cái tăng lên bức ảnh nó mượt mà như thế này. Ok, bây giờ chúng ta phải cân cho ba cái màu sắc, cái độ tương phản nó chuyển đều, thì chúng ta phải vào cái lệnh cover nhé. Đây ở đây Thái Lai đã lưu sẵn cái cover rồi, trong cái bộ màu này Thái Lai ghi là gia ban này, gia ban ảnh cưới này. Nhưng mà Thái Lai lấy cái ảnh cưới này chơi qua ảnh chân dung luôn. Thì ở đây Thái Lai cover này, kết cho cover thì nó ra như vậy đấy, ra cái bức ảnh như vậy đúng không? Đó các bạn coi cái lệnh cover này Thái Lai chỉnh này, đây thấy kinh red, đẩy ba cái lệnh cover lên thì các bạn tắt cái lệnh cover nhé, tắt cái lệnh cover nó như vậy, mở cover lên ấy. Thì lúc mà mình chỉnh trong cover này á là mình chỉnh ba cái màu sắc, màu red, màu green và màu blue, nó hài hòa với nhau, nó hài hòa, nó đẩy cho ở cái vùng, nó khiến ở cái vùng highlight nó lên hơi tím tím,
Thì ở đây Thái Lan sẽ mở cho các bạn coi. Kéo cái đường cong của kênh Z này, nó cong theo gần gần như là chữ S. Đến lượt Green, nó cũng gần như là chữ S. Đến lượt Blue. Thì ở đây á, cái tông màu của gì nhà Japan, Nhật Bản như đây, thì nó nghiêng về ở cái màu lành lành tím tím. Thì cho nên ở đây là Thái Lan đẩy cái kênh Blue này, nó cũng độ cong, nhưng mà nó cong nhiều hơn những cái kênh khác. Đây các bạn coi nhá, cái kênh khác là kênh Green này, nó nằm ở đây. Kênh Red nằm ở đây. Còn kênh Blue nó nằm lên trên này đó, thấy chưa? Đó là cái các bạn coi hình cũ này. Đấy. Còn cái phần RGB này là ánh sáng này, thì Thái Lan muốn ở vùng tóc nó mềm, nó hài hòa. Các bạn coi cái vùng tóc này, thấy chưa, nó gắt đúng không? Nhìn vô nó nặng mắt, rất là đen. Rất là đen. Tức là so với ảnh chi tiết thì gọi là ok rồi đó. Đó, nhưng mà ảnh nhẹ nhàng thì nó là đen, bắt buộc là mình phải đẩy lên, đẩy lên cái vùng lắc lên ha, cho nó mềm. Rồi tới đây là chúng ta đã có cái bức màu nó nhẹ nhàng. Giờ chúng ta phải lọc sạch màu ở trên bức ảnh này. Thì ở đây thứ nhất là môi á, nghiêng về màu tím tím hồng hồng rồi, nó không phải là màu cam. Thứ hai nữa là cái màu blue nó ám vào cái bức màn. Thứ ba nữa là giữa màu xanh, màu vàng và màu cyan nó không có liên kết nhau, nó không có về một màu. Bắt buộc chúng ta phải cân chỉnh làm sao đó ở cái thanh này. Gọi là thanh gì đây? À, HSL adjustment. Thì trong cái thanh này nó gồm có 3 mục. Thì những cái này Thái Lai, những video trước Thái Lai nói nhiều rồi. Do là trong cái video này Thái Lai muốn phân tích, thì các bạn muốn phân tích thì phân tích thôi. Thì đây, 3 cái này. Rồi, đọc tiếng Anh không chuẩn lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về kênh Huê trước nhé. Ở kênh Huê này chúng ta sẽ làm gì ở kênh Huê này? Kênh Huê này á, thì chúng ta phải đưa những cái màu sắc, màu da, màu môi rồi wow, tỏa lỏa, có ảnh gốc này. Đấy. Thì trên bức ảnh gốc này chụp á, nó đã gọn gàng rồi, nhưng mà cái màu xanh này nè, nó vẫn không có liên kết được, vì ở ngoài bức phía sau này màu xanh, màu đỏ, màu vàng là nó mới á. Bây giờ mình sẽ cân bằng lại nhé. Tiếp theo thì Thái Lai sẽ chỉnh cái kênh Red. Lý do kênh Red đó là vì cái môi ở đây nó màu tím tím, nó màu magenta này với màu Butler này, hay blue gì đó ha. Đây, màu này đọc tiếng Anh không chuẩn. Đây thì các bạn đẩy cái màu này về cho môi thay đổi, thấy chưa? Đây chính là cái môi thay đổi. Đây. Thì đây là Thái Lan sẽ đẩy lên 55. Ok. Tiếp tục ở chỗ này các bạn coi kỹ này. Đây mình zoom lên luôn, thấy chưa? Cái môi mà cái ở dưới này thì nó cam cam, mà trên này nó bị tím tím nên nó vẫn không sạch được. Không sạch được, bắt kéo hai cần này work hết luôn. Work. Đây, bây giờ cái môi nó về một màu, thấy chưa? Các bạn thấy một màu chưa? Đây. Đó, được và cam, thấy chưa? Rồi, chúng ta tạm thời để xuống cái đó. Rồi, tiếp theo ở chúng ta đẩy cái màu vàng này lên luôn nhé. Vàng lên luôn. Đây, vàng lên luôn. Ok, 24 được. À, màu orange nhé. Orange, màu cam ấy. Rồi, đẩy màu vàng lên phía về xanh. Lúc này á, ba cái này là mình đẩy cho nó liên kết cái màu với nhau. Giờ ta là để các bạn coi nhé. Đấy này. À, ở đây đẩy lên tầm 80 đi. Đây, tầm 87. Ở đây tầm 100. Ok. Là nó thiên về cái màu cyan của Nhật Bản, nhưng mà ở đây nó bị cái gì các bạn thấy không? Ở rực. Rực, ok, rực thì tính sau. Ở đây trừ cái này về chút. Đây các bạn qua bảng saturation này, các bạn kéo giảm cái độ rực của cái màu xanh và màu vàng này ha. Ở đây màu vàng lại trừ về 65. Màu đỏ trừ về khoảng tầm 80 cũng được. Mà xanh dưới từ 80 cũng được. Ok. Còn thấy không, khi mà trừ về là cái hình nó khác liền, thấy chưa? Nè. Đấy, trừ về là hình nó khác, nó đi vực màu nó nhẹ nhàng luôn. Tiếp tục màu aqua. 40 đi. Màu blue. Màu blue á thì ở đây các bạn nhìn là bên này nó còn ám ở đây nè, cho nên mới kéo nhiều này. Blue, blue. 60 đi. Bạn thấy sạch blue chưa? Rồi. Tiếp tục màu magenta nó ám ở đây này. Ám ở đây này, đây là đây cái độ nhiễu màu, nó nhiễu ở đây, màu magenta, quốc luôn, màu blue, màu magenta, quốc 75 được, 75 là nhiều hay, 75, tiếp tục màu magenta, quốc 35, đấy các bạn coi ở cổ sạch màu chưa, đấy, rồi giờ ra như vậy, thấy chưa, ảnh gốc, ra như vậy, ra một cái tông màu nhẹ nhàng, ha, nó không bị ám cái gì nữa, ảnh gốc này. Để phân tích các bạn hiểu cái ảnh gốc ở những cái vùng tối này nó đỏ trắng vì cái da người mà cái áo nó mỏng đó, nhưng mà mình lọc lại sạch luôn. Ok, liên kết luôn. Ok.
Rồi chúng ta tiếp tục qua bảng Lumina hay Lumina gì đó ha. Ok. Ở bảng Lumina này thì chúng ta cân bằng ở đây là da cho nó sáng một chút. Đấy. Da sáng một chút, màu vàng thì giảm về chút màu vàng. Kênh màu vàng là lý do là chỉnh ở phía sau này. Đây này. Đó, cho nên Thalai vừa làm vừa hướng dẫn vừa chia sẻ phân tích. Ok. Màu xanh thì ở đây nó tối này ha. Màu xanh và màu blue nó tối, nó mấy cái lỗ đâm đen này nhìn nó khó chịu, đẩy lên. Quất lên 30 đi. Sáng lên. Ok được, đẩy luôn. 30 cũng được, chơi luôn. Cái này cho 35 đi. Thôi 35 hơi tối chút, quất 37 đi. 38 được, chơi luôn. Ở đây blue, blue chúng ta đẩy lên coi. Ok, đẩy luôn, luôn để nhảy thôi. Ok. Rồi. Tại vì đẩy mạnh quá cái chỗ này nó mất. Ok. Ok là eco. Ok. Rồi. Tiếp theo là chúng ta đã gần như hoàn thiện rồi. Ở đây màu blue và màu magenta, màu cái này là Butler này. Butler và magenta ở đây thì nó hơi cái chỗ nó để sáng coi nhé. Đây, nằm đây. Đấy, để sáng vừa phải đấy nhé các bạn, đừng để Trung Quốc lên nha. Ok. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đưa bức ảnh này về hầu như là một màu rồi, thấy chưa? Nó còn lại một màu xám rồi, giống như là blend màu xám vậy đó. Đấy, cái tông màu xám ở đây nó còn chút nhẹ nhẹ. Ở đây á là còn cái bóng vàng vàng ở đây này. Cái này á thì chắc chắn phải ra Photoshop thôi. Chứ làm ở trong này hơi bị khó nha. Rồi, nếu mà bạn nào lười á muốn làm chuẩn từ từ Pharo, từ trên Camera Raw mà ra Photoshop ở trên lại thì các bạn dùng cái cỏ này. Cỏ này. Đọc là gì? Adjustment Butska. Ok, quốc luôn. Ở đây các bạn nhả về đây. Các bạn bắt đầu các bạn bấm reset đi ha. Reset không có. Ok. Mình chưa chỉnh gì hết, nó không có reset. Rồi số 0. Ở đây thì các bạn mình nó muốn làm nhạt màu này thì cho cỏ nó nhỏ này. Cái size size này size cỏ nhỏ đủ cái lỗ này thôi nhé, đừng để vào tay. Cho là 4 đi. Ok. Sau đó ở đây có lệnh saturation thì giảm cái màu đi. Giảm màu bôi vô. Hay bôi giảm màu ha, giảm màu. Cái chỗ nào mà nó rực quá giảm màu đi. Ok, giảm màu đi. Rồi. Đấy, giảm nhẹ đó để cho nó còn bóng, nó cũng là cái bóng này phản vô gương thì cái nó hơi cái da vàng vàng bắt buộc nó phải vàng này, nhưng mà mình giảm ít thôi nhé. Rồi đến đây thì Thalai lại coi ở cái khúc cái chỗ này nó còn giảm gì nữa không? Hôm qua không giảm nữa hết rồi. Lưu giảm nữa không? Blue giảm xíu nữa đi cho sạch luôn. Ok. Rồi. Tới đây là hầu như các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Giờ chúng ta thấy phi một lớp màu ở trên tất cả tấm hình này ở vùng highlight. Thì cái màu nhật này á thì Thái Lan đã nói rồi, nó thiên như các bạn có demo trước á, nó thiên về màu nó gọi là màu giữa kết hợp giữa màu blue và màu cyan. Thì các bạn đưa qua đây, các bạn đưa cái màu này ở đây. Ở đây là mình cho tầm 200 100 mấy cũng được, 200 được, quốc coi đây. Ok, 100 gọi là một chút xíu cũng được. Ok các bạn, fill một cái màu blue này, thấy là vô thấy cho xanh xanh, nó xanh xanh cyan giữa cyan và blue. Đây, mình cho nó được, đẩy lên tí đi. Ok. 204. Rồi, nó fill nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Rồi, cuối cùng thì ở đây cái môi á, cái môi nó thiên về cam, nếu mà các bạn không muốn để cái môi đó thì các bạn có thể đẩy cái màu về ha. Để màu này về. Màu này về này. Cho bớt bớt cam cam đi ha. Rồi thứ hai nữa ở cái màu saturation của màu cam này thì các bạn có thể là giảm cái phần saturation màu cam để cho nó khỏi cái da nó nhạt nhạt, nó trắng trắng á. Đấy, da trắng trắng đấy. Đấy, giảm về. Ok, ở đây thay là giảm tầm 12 là nhẹ nhàng rồi. À, thử. Ok. Ok. Ở đây thì nhảm về nó cảm giác là nó bị nhạt hết tất cả các tấm hình rồi, thì cho nên cuối cùng á chúng ta giảm cái màu cam da về rồi thì chúng ta có thể là đẩy cái màu rực này lên này, rực lên tí nữa. Đấy. Rồi rồi ok, đến đây chúng ta làm nét thôi. Ở bản này làm nét ảnh tại vì bức ảnh này nó cũng mờ mờ, nó không được nét nên là mình tăng cái độ nét lên, hậu gỗ lên luôn. Rồi, tăng cái độ viền lên xíu.
Rồi, vậy là chúng ta là có bức ảnh hoàn thiện rồi. Đây, các bạn có ảnh gốc để mình zoom làm sao cho dễ coi nha. Vậy đi ha. Rồi, dễ coi ha. Bấm chữ, các bạn hỏi mình là bấm chữ nào để nhảy hình gốc và nhảy hình đã làm. Bấm chữ B nhé, B trên một phím đó. Đấy. Đấy, có vẻ sáng không nhỉ? Hình như sáng quá, các bạn tăng giảm xuống nhé. Đó, ok. Đấy nhé, thì chỉnh tới đây rồi. Ở trong cái bảng này thì những cái thông số này các bạn kéo được ha, nhưng mà ở đây các bạn tha la nhắc lại cuối giờ kết thúc ở đây, kênh ba kênh này các bạn có thể là thay đổi như thế này ha. Đó, còn ở đây thì cái vùng này là ở cái vùng sáng tối, các bạn đẩy lên là xuống muốn gắt hay không gắt thôi. Ở đây đây đấy, dù mình muốn vậy, muốn đậm đà, muốn nhẹ, muốn đậm nhà đà, cái này là tùy theo cái gu của các bạn là xác định. Ở đây là tha la muốn nó mềm như thế này ha, muốn mềm bức ảnh. Rồi cái này chúng ta import ra phát. Xử lý da thì các bạn đã biết cách nhiều xử lý, mà ở đây thì ta lai quốc quốc cái một nút nhạc trong lẻ thôi, cho mấy cái này thì ta lai không cần phải làm nhiều. Quốc một nút nhạc cũng chạy luôn đấy, nó chạy luôn này. Khi mà nó chạy da xong thì nó còn mấy cái hột lớn này, hột lớn này, các bạn chấm xíu nó ở đây này nè, hình chạy này, để mình dùng lớn các bạn coi xíu ha. Hình gốc nó chạy, nó mượt mà nó căng lên lại thôi. Đấy, cái mắt này thì ở đây là các bạn làm da tùy theo cách. Thalai cũng hướng dẫn nhiều cách làm da rồi, còn đây là Thalai dùng cái tuyệt chiêu một nút nhẹ có lẽ rồi chấm da chút. Thế là chúng ta đã xong rồi. À, tay tay quốc một nút nhạc luôn đi. À, làm biến lời thì các bạn có thể quốc một nút nhạc rồi, một nút nhạc xong luôn. À, một nút nhạc nhiều quá. Rồi đến đây là xong rồi, thì ở đây Thalai cũng đã thấy các bạn. Thalai có bộ body set đây. Như lần trước Thalai cũng có bộ body set đây các bà con. Thalai cũng có bộ body set ở đây là Japan, nó gồm có 10 file cộng với cover luôn. Các bạn nào mà muốn lười, muốn không chỉnh thì các bạn có thể là mua ủng hộ Thalai nhé, thì tùy các bạn thôi. Ở đây Thalai cũng đã chia sẻ một cách tận tình rồi. Còn những cái này thì Thalai muốn kiếm thêm một tiền, một chút cà phê gì đó nói chảy nước bọt rồi. Những cái hình mà bộ set này thì Thái Lai sẽ demo cho các bạn xem một chút này. Rồi Thái Lai thấy lấy cái những cái màu này Thái Lai làm, thì các bạn coi ở đây ảnh cưới trước đi ha. Rồi quốc ảnh cưới trước. À, Thái Lai có ghi ảnh cưới này. Thấy chưa? Đó, ảnh cưới. Thì những cái cảnh mà các bạn chụp phóng sự mà nó đông người tối tăm như vậy, các bạn làm phát phim nhẹ nhàng luôn ha. Đấy, rồi tiếp tục ở tấm hình này có vô chủ đề này. Quốc phát cưới luôn. Đấy. Thấy chưa? Thực ra là nó cũng là trên này áp xuống thôi, áp xuống đây thôi. Đấy, áp xuống đây đó nè, hình gốc này, áp cái này xuống này. Ok, đấy là đấy các bạn chụp phóng sự cưới rồi. Tiếp theo ở đây thì có bay tấm hình gốc luôn, coi nằm đâu đây, số 10, số 9 đây, đẹp luôn đây, số 9 mềm mại mượt mà luôn ha. Tiếp tục cái này số 9 luôn thử coi. Rồi đẹp luôn, số 9 chưa đẹp, số 10. Ok, 10 nhà qua cho 8. Ok cũng được, số 7, số 5, 4, 3. Và số 3 đẹp này. Đấy, số 3 nhẹ nhàng này ha. Đấy, tiếp tục này. Quốc số 10. Đẹp luôn. À. Rồi, Thái Lai chỉ nói sơ thôi vì cũng nói dài dài dòng, mức dài dòng. Các bạn muốn mua ủng hộ Thái Lai thì mua nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại video sau.